gì anh mới lấy xe trong hẻm ra, trong bộ này. Mới vừa lấy ra không biết. Bình thường chứ phải ông đội. Thì bình thường mình có đi, mình có đội không? Có chứ, ông đội nó ngồi ở ngoài bắt xong. Vừa lấy xe ra khỏi bãi giữ xe để đi làm ở khu vực ngoại thành, người đàn ông chạy xe ba gác này bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vì không đội mũ bảo hiểm và đi vào đường cấm. Ông cho biết hơn 10 năm chạy xe, ông cũng từng bị xử phạt với nhiều lỗi khác nhau. Chạy mười mấy năm mà phạt thì còn lái thì giam là nhiều. Là không nhớ được cái số lần mình đi thầy đúng không? Sao phạt nhiều thế mà mình không biết được nhiều nữa? Không phải không lúc nhưng mà tại vì cái nhiều lúc cuộc sống mà ví dụ như xe tải nó chạy được thì mình chạy được. Theo quy định, người đàn ông này bị lập biên bản xử phạt 1 triệu đồng và tạm giữ bằng lái xe 7 ngày. Đồng thời, cảnh sát giao thông cũng nhắc nhở người này không đi vào các tuyến đường bị cấm. Xe thô sơ 3-4 bánh phải được đăng ký cấp biển số tại Sở Thông Vận tải. Hai là cấm các loại xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3-4 bánh lưu thông trong khu vực trung tâm thành phố và một số tuyến đường ngoài khu vực trung tâm. Sáng ngày 18 tháng 2 năm 2022, đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lập chốt kiểm tra xử lý xe hàng rong, xe 3-4 bánh có dấu hiệu vi phạm tại vòng xoay Điện Biên Phủ, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông bị đội lập biên bản xử phạt. Trong đó có một trường hợp vi phạm không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và các giấy tờ liên quan. Người đàn ông này cho biết đang chạy vật liệu thuê cho chủ. Do chứng minh nhân dân bị mất đang làm lại nên chưa học được bằng lái, đây cũng là lần đầu tiên bị xử phạt. Người đàn ông này sau đó đã gọi điện thông báo cho chủ xe. Trường hợp này, cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt hành chính, đồng thời tạm giữ phương tiện. Một cán bộ đội tuần tra dẫn đoàn cho biết, các tuyến đường cấm xe ba bánh khu vực trung tâm là Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thị Nghĩa, Cách Mạng Tháng 8, Điện Biên Phủ. Các tuyến đường cấm xe ba bánh ngoài khu vực trung tâm là Phan Đình Giót, đoạn từ Nguyễn Văn Trỗi đến đường Trường Sơn, đường Trường Sơn đoạn từ đường Phan Đình Giót đến đường Hồng Hà, đường Trần Quốc Hoàn, đường Hoàng Văn Thụ, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Điện Biên Phủ, đường Võ Văn Kiệt đoạn từ đường Lò Gốm đến đường Tôn Đức Thắng.